Chào các bạn, hôm nay tôi đến thăm nhà người bạn của tôi ở thị xã Yonpa, tỉnh Gia Lai, ở phường Đoàn Kết, thị xã Yonpa. Vào thăm kiến trúc của Tây Nguyên, phong cách nhà gỗ xen kẽ với lại cái kiến trúc hiện đại của người miền xuôi lên vùng Tây Nguyên Yonpa này. Trước hết chúng ta tham quan xung quanh ngôi nhà trước, rồi sẽ vào phía bên trong của ngôi nhà sau. Đây chúng ta thấy là cái khu vực là lan rất là đẹp. Chủ nhân của ngôi nhà đã rất là kỳ công khi mà bố trí cảnh quan xung quanh nhà. Khi qua vườn lan thì chúng ta thấy cái tiểu cảnh. Tiểu cảnh này thì vô cùng đẹp, rất là trang nhã, hài hòa với lại không gian của ngôi nhà. Phía trong là bộ sập dùng để ăn cơm uống nước tiếp khách. Đấy, phía ngoài thì có cái bàn đá. Sau đây tôi sẽ đưa các bạn vào không gian bên trong của ngôi nhà. Đây các bạn nhìn. Đấy, đi vào bên trong các bạn thấy rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn phía trên nội thất của ngôi nhà, nhìn toàn là gỗ. Ngôi nhà rất là đẹp. Và nhìn xuống dưới, đây là bộ bàn ghế đi vào là đẹp. Thứ hai nữa là cái hình Phật này xung quanh ở dưới, rất nhiều cái hồ lô rượu. Đấy. Chúng ta có thể nhìn đây là anh Tiến, chủ của nhà. Anh Tiến chào mọi người. Đấy. Kia là phu nhân của anh Tiến, sao mà cứ đeo khẩu trang kia nhỉ? Chỉ đeo khẩu trang anh. Sợ. Đấy. Vô cùng đẹp. Cái này là bộ kế người ta đòi cũng phong thủy. Anh Tiến có thể giới thiệu qua ngôi nhà để em quay được không? Nói chung là vợ làm hết cũng à, vợ làm hết đúng không ạ? À đấy thôi, để cứ để em quay đúng không? Đấy, bức tượng này là chiều cao thế nào? Khoảng tầm được 2m50. 2m50 tượng Di Lặc. Đấy, chúng ta vào phòng khách. Anh bố trí lam cửa bằng gỗ. Đi sâu vào bên trong. Có một cái bộ ngà voi. Sau ngà voi là có hẳn một bộ trường kỷ, hay ta gọi người Bắc gọi là bộ sập. Hai bên cái ngà voi là hai cái phần là cái bộ bình gỗ. Đấy. Đây là cái sập nhỏ hơn. Bài trí cũng rất là hài hòa. Và đây là không gian bếp nhỏ nhỏ xinh xinh. Và nhìn khi mà đồ ăn thức uống được nấu và chuẩn bị ở đây thì sẽ đi ra phía bên cửa và ra khu vực này để tổ chức ăn uống, rất là tiện lợi. Đi sâu vào khu vực này thì chúng ta thấy bên phải là có những cái chum rượu. Ăn uống ở đây thì rất là thoải mái. Cảm ơn các bạn đã xem ủng hộ kênh. Nếu các bạn thấy hay thì like, share và đăng ký để nhận video mới nhất.